T-Rex còn cực kỳ đáng yêu. Vâng, thật đấy. Thật khó để tưởng tượng rằng hai từ T-Rex và đáng yêu lại có thể nằm cùng một câu. Nhưng thôi nào, chẳng con T-Rex khổng lồ hung dữ nào có thể chui ra khỏi lớp vỏ với hình dạng to lớn, đáng sợ và trưởng thành đâu. Trong những tháng đầu tiên trên trái đất, T-Rex con là một quả bóng đầy lông dễ thương, lớn bằng con gà Tây và trông như một con chim kỳ lạ chui ra từ quả trứng quá khổ. Không đủ thức ăn, môi trường xung quanh nguy hiểm, tiểu hành tinh, T-Rex con quá đỗi tội nghiệp, bất lực và yếu ớt. Chỉ khoảng một nửa trong số chúng sống tròn một tuổi. Các nhà khoa học cho rằng T-Rex có lông là để giữ ấm khi chúng còn nhỏ và dễ bị tổn thương. Ngoài ra, lớp lông này còn giúp chúng ngụy trang và được an toàn. T-Rex còn chưa có hàm răng lớn sắc nhọn, vì vậy chúng hầu như chỉ ăn các loại bò sát và côn trùng nhỏ hơn. T-Rex còn lớn lên khá nhanh, chúng tăng tới 3kg mỗi ngày. Sự thật kỳ lạ nhất về T-Rex là gì? Khi còn nhỏ, cánh tay của chúng trông hoàn toàn cân đối với cơ thể. Nhưng khi chúng đã trưởng thành thì... Cha mẹ của T-Rex rất nổi tiếng. Hình ảnh của chúng xuất hiện khắp nơi, trên áo thun, trong phim ảnh và theo thiền ý của tôi thì khủng long bạo chúa cũng là bộ trang phục Halloween tuyệt nhất từ trước đến nay. Nhưng T-Rex mà chúng ta biết và yêu thích thực sự không tồn tại. Trước hết, về tốc độ, T-Rex không nhanh như chúng ta nghĩ. Trong các bộ phim, bạn không bao giờ có thể thoát khỏi chúng, ngay cả khi đi đường thông thoáng và khi bạn đang ở trong một chiếc xe hơi rất nhanh. Các dự đoán trước đây cho rằng T-Rex có thể chạy với tốc độ trong khoảng 16 đến 48 km/h. Quả là wow! Nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy chúng chỉ đạt khoảng 19 km/h. Nếu T-Rex di chuyển nhanh hơn thế, bộ xương khổng lồ của chúng sẽ gãy. Nên hãy thư giãn. Sau vài tháng luyện tập, ngay cả những người ít vận động nhất cũng có thể thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của anh chàng này đấy. Còn người bạn tốt của chúng ta, Stegosaurus thì sao? Chúng sống cách đây khoảng 150 triệu năm, vì vậy chúng không có cơ hội gặp T-Rex còn dễ thương. Loài này xuất hiện muộn hơn nhiều. Chúng ta ai cũng biết Stegosaurus, đó là loài có những tấm xương thẳng đứng ngộ nghĩnh trên lưng. Tấm xương này đôi khi dài tới 1 mét, bạn có thể trốn sau một tấm như vậy đấy. Các nhà khoa học vẫn chưa thực sự hiểu tại sao chúng lại có những tấm xương này. Nhưng họ cho rằng loại xương ấy giúp Stegosaurus điều chỉnh lưu lượng máu đi qua cơ thể, giống như bộ điều nhiệt bằng xương khổng lồ. Họ cũng tin rằng loài này có thể sử dụng hệ thống đó để kiểm soát màu da, tùy thuộc vào việc chúng muốn có một vẻ ngoài đẹp hay đáng sợ. Nghe thật ấn tượng phải không? Chà, ít nhất thì loài khủng long này cũng có gì đó hay ho, vì chúng sở hữu một bộ não chỉ hơi nặng hơn quả bóng tennis một chút và lớn bằng một quả óc chó. Tỷ lệ này giống như não của một chú chó trong cơ thể hà mã vậy. Troodon là một trong những loài khủng long thông minh nhất. Loài này rất toàn diện, săn mồi cừ khôi, thị lực 3 chiều, dài đến 2 mét và sở hữu bộ não không ngừng hoạt động, thật ấn tượng. Hóa thạch của Troodon là một trong những khám phá về khủng long đầu tiên ở Bắc Mỹ. Một trong những thành viên kỳ lạ nhất của gia đình khủng long chắc chắn là Thôi, chúng ta cứ gọi nó là Su nhé. Nếu gặp nó, bạn sẽ tưởng rằng mình đang nhìn thấy một con chuột lai gà Tây to lớn với cơ thể đầy lông. Đó có thể là tổ tiên đã biến mất từ lâu của con lười hiện nay. Bạn của Su, Pegomastax, cũng bất thường không kém. Nó trông giống một con vật lai giữa nhím và vẹt. Nhưng đừng nói vậy trước mặt nó nhé, vì chú em này có vài chiếc răng nhọn có thể mài sắc cho nhỏ đấy. Loài khủng long lớn nhất và nặng nhất từng được biết đến là Argentinosaurus. Chưa ai tìm thấy một bộ xương hoàn chỉnh của loài quái vật này. Nhưng chúng phải nặng khoảng 100 tấn và dài cỡ 40 mét. Nếu chúng ta so sánh loài này với động vật lớn nhất hiện nay là cá voi xanh, thì con khủng long dài hơn 10 mét. Khi ai đó nói khủng long, chắc chắn bạn sẽ tưởng tượng ra một con quái vật to bằng một tòa nhà, có thể dùng một cái cây để làm tăng xỉa răng. Một số loài cực kỳ to lớn, đúng vậy, đó là như những con khủng long cổ dài, đuôi dài. Những loài này dài bằng một chiếc máy bay, nhưng cũng có nhiều loài nhỏ và nhẹ cân, một số chỉ lớn bằng một con chim bồ câu. Bộ xương khủng long nhỏ nhất từng được tìm thấy là của một loài thằn lằn chuột bé nhỏ. Một số loài khủng long có đuôi dài hơn 14 mét, nhờ đó chúng có thể giữ thăng bằng tốt hơn khi chạy, nhưng chúng không kéo lê đuôi dưới đất. Khủng long khá nhanh và năng động, vì vậy chúng hầu như luôn giữ đuôi trên không. Mặc dù tiểu hành tinh đáng sợ kia đã xóa sổ hầu hết các loài khủng long,
nhưng còn rất nhiều DNA của chúng vẫn ở lại và trở thành những động vật mà chúng ta biết ngày nay, ví dụ như chim. Lần đầu tiên có người nghĩ đến mối liên hệ giữa hai loài này là sau khi họ phát hiện ra một con chim nguyên thủy ở Đức. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân khủng long làm hai nhóm dựa theo kiểu lông của chúng. Nhóm đầu tiên trông khá quen thuộc, có hông giống thằn lằn. Nhóm thứ hai có hông giống như loài chim. Ngoài ra, có rất nhiều loài ăn thịt thời xưa có xương rỗng, giống như xương của chim vậy. Chim có thể là hậu duệ còn sống của khủng long, nhưng có một số loài động vật đã thực sự chứng kiến thời đại khủng long. Giá mà chúng có thể nói chuyện nhỉ? Rắn, ong, cá mập, cua, tôm hùm, cá sấu, gián, thậm chí cả rùa biển xanh nữa. Chúng đã nhìn thấy khủng long đấy, gành tị quá. Khủng long ăn thịt chủ yếu đi bằng hai chân, nhờ vậy chúng nhanh hơn và có đôi tay rảnh rỗi để tóm lấy một con khủng long nhỏ làm đồ ăn vặt. Những loài ăn thực vật đi bằng bốn chân để có thể chống đỡ cơ thể nặng nề. Một số loài ăn thực vật lớn hơn cần khoảng 1 tấn thức ăn mỗi ngày. Hãy hình dung về cảnh những loài to lớn như vậy phải ăn một đống rau to bằng ngôi nhà hàng ngày đi nào. Chúng ta biết đến khoảng 700 loài khủng long đã tuyệt chủng. Nghe có vẻ nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa khám phá hết toàn bộ các loài khủng long. 5 năm trở lại đây, họ phát hiện ra một con khủng long mới. Nó có cặp sừng múp míp ngay phía trên mắt và trông rất giống một nhân vật truyện tranh. Họ đặt tên cho nó là Hellboy. Vào những năm 90, các nhà khoa học đã phát hiện ra một miệng núi lửa ở bán đảo Yucatan, Mexico. Bạn biết chuyện đấy rồi nhỉ? Khoảng 66 triệu năm trước, một thiên thạch có kích thước bằng núi Everest đã va vào hành tinh chúng ta và lấp đầy bầu khí quyển với bụi, khí và các mảnh vỡ, gây ra thảm họa khí hậu nghiêm trọng. Sự việc kích hoạt một làn sóng nhiệt và sóng nổ phóng thẳng lên bầu khí quyển đã phần nào che đi mặt trời. Game over. Cảm ơn vì đã tham gia cuộc chơi này nhé, khủng long. Thời đại của con người không bao giờ trùng với thời đại khủng long. Khủng long đã biến mất hơn 60 triệu năm trước và sống trên trái đất trong 160 triệu năm. Con người hiện nay mới chỉ tồn tại được khoảng 250.000 năm. Chỉ còn 59 triệu năm nữa thôi đấy mọi người ạ. Không phải loài khủng long nào cũng có mặt tại Mexico khi tiểu hành tinh nọ đâm vào, mà chúng sống khắp nơi trên địa cầu. Một số sống ở sa mạc, trong khi số khác sống ở những khu vực gần các con sông cổ đại, được bao quanh bởi rừng rậm và thảm thực vật phong phú. Chúng không quá kén chọn nên đã sống ở khắp nơi, kể cả Nam Cực. Nhưng vào thời ấy, hai cực của trái đất không bị bao phủ bởi tuyết mà thay vào đó là rừng. Hầu hết mọi người đều tưởng tượng rằng khủng long có màu xanh xám và nguyên nhân là do các bộ phim. Thêm vào đó, chúng ta thường chỉ nghĩ về chúng như những con thằn lằn khổng lồ. Các nhà khoa học vẫn chưa biết nhiều về tông màu da của các loài khủng long. Nhưng gần đây, họ đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy chúng có đủ màu trên cầu vồng. Còn có một số loài nhỏ nọ sở hữu vòng tròn màu trắng và cam trên đuôi nữa đấy. Dinosaur là tiếng Hy Lạp và có nghĩa là loài thằn lằn khủng khiếp. Các nhà khoa học từng nghĩ khủng long phần lớn là các loài máu lạnh như rắn, thằn lằn hoặc các loài bò sát khác. Nhưng có lẽ là họ đã nhầm. Một số bằng chứng cho thấy rằng chúng là loài máu nóng, giống như động vật có vú. Năm 2014, các nhà khoa học đã tuyên bố rằng hầu hết các loài khủng long đều là loài trung nhiệt, nghĩa là nửa này nửa kia. Và hóa ra nhiều loài trong số đó có lông giống như T-Rex con. Nhờ vậy mà chúng có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Một điều nữa mà chúng ta biết được từ các bộ phim và hoàn toàn nghĩ là có thật, đó là tiếng kêu của loài khủng long. Các nhà sản xuất thường phối rất nhiều tiếng kêu của động vật để tạo ra tiếng gầm rú đích thực đó. Tiếng kêu của T-Rex thường là kết hợp của tiếng cá sấu, hổ và voi con. Còn hơi thở đáng sợ của T-Rex, đó chỉ là âm thanh của không khí đi qua lỗ phun nước của cá voi mà thôi.